Cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong phần tin tức buổi tối của SET. Và sau đây là những bản tin Việt Nam và cộng đồng. Bộ Y tế Việt Nam đề nghị tạm dừng thông báo số người nhiễm COVID-19 để tránh gây hoang mang. Tin đến từ Việt Nam, theo báo Tuổi Trẻ ngày 6 tháng 3 năm 2022 loan tin. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế Việt Nam đề nghị tạm dừng thông báo số người nhiễm hàng ngày gây hoang mang. Trước đề nghị này, ông Dương Văn Thành là một người dân ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng, việc công bố ca nhiễm COVID-19 mới của Bộ Y tế vừa tác động đến kinh tế, vừa tác động đến người dân. Nếu ca nhiễm cao thì hoạt động kinh doanh sẽ bị hạn chế, nhưng nhiều người kinh doanh thường dựa vào số ca nhiễm để đưa ra kế hoạch kinh doanh của mình. Và việc công bố ca nhiễm mới đã trở thành thông lệ. Nếu không có thông tin về số lượng ca nhiễm thì nhiều người dân sẽ không đồng ý. Còn ông Nguyễn Trọng An, cựu phó trưởng cơ quan trẻ em, lại đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế Việt Nam. Ông An cho rằng Bộ Y tế không cần đếm số người lớn bị nhiễm, nhưng nên đưa ra thông tin chính xác số bệnh nhân chuyển nặng, tử vong do nhiễm dịch để người dân không lơ là. Nhiều người dân cũng đồng ý với đề nghị nói trên với nguyên nhân là dữ kiện mà Bộ Y tế Việt Nam công bố là chưa chính xác, không đúng với thực tế. Vì thực tế số lượng người nhiễm nhiều hơn rất nhiều. Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam thì hiện nay đã có hơn 4 triệu người nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 40.000 người tử vong, kính thưa quý vị. Quay sang một bản tin khác, ngư dân không ra khơi đánh bắt cá hải sản vì xăng dầu tăng giá cao, tin đến từ Việt Nam. Theo báo Vietnamnet vào ngày 7 tháng 3 năm 2022 loan tin, cảng biển Lạch Hới thuộc thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, những ngày qua trở nên điều hưu do giá xăng dầu trong nước tăng cao liên tục nên ngư dân không ra khơi đánh bắt hải sản. Chị Nguyễn Thị Hoa là một tiểu thương mua hải sản ở cảng Lạch Hới cho biết, chị chưa bao giờ thấy cảng cá ảm đạm như hiện nay, vì ngư dân đã dừng ra khơi đánh bắt. Theo báo Vietnamnet, thành phố Sầm Sơn có 208 tàu đánh bắt hải sản công suất lớn, có chiều dài từ 15m trở lên, nhưng đến nay có 180 tàu tạm dừng hoạt động. Số còn lại thì hoạt động kiểu cầm chừng vì xăng dầu lên quá cao. Dự kiến từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho biết, toàn tỉnh có gần 6.700 tàu cá các loại. Trong đó có 1.200 tàu cá đã nằm bờ, tạm dừng hoạt động. Kính thưa quý vị, số tàu nằm bờ chủ yếu là tàu có công suất lớn. Việc nhà cầm quyền tăng giá xăng dầu lên cao đã khiến cho chi phí ra khơi đánh bắt hải sản của ngư dân tăng cao, không có lợi nhuận nên họ nghỉ. Được biết từ Tết Nguyên đán cho đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam liên tục tăng giá xăng dầu, khiến cho giá cả các mặt hàng cũng tăng theo. Hiện nay thì giá 1 lít xăng đã lên đến gần 27.000 đồng, trong đó mỗi lít xăng phải chịu 44% tiền thuế và một khoản tiền khác mà nhà cầm quyền gọi là tên là lệ phí, kính thưa quý vị. Qua sau một bản tin khác, người dân Việt tại Ukraine lo sợ trước cuộc xâm lăng của Nga. Kính thưa quý vị, hàng nghìn người Việt Nam sống ở Ukraine đang bất an và vô cùng kinh ngạc trước cuộc xâm lăng của quân đội Nga vào Ukraine, đặc biệt là vì đại sứ của họ tại Ukraine không nghĩ khả năng xảy ra xung đột giữa các nước. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì khoảng 7.000 người Việt đang sống ở Ukraine trước khi chiến tranh nổ ra vào ngày 24 tháng 2, chỉ một tháng sau khi Hà Nội và Kyiv kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Một công dân Việt Nam sống ở Kharkiv tiết lộ với đài OFA rằng trước cuộc xâm lăng này, đại sứ Nguyễn Hợp Thạch bảo đảm với người dân Việt Nam rằng tòa đại sứ theo dõi chặt chẽ tình hình và nhận định chiến tranh giữa Nga và Ukraine sẽ không xảy ra. Do đó, hầu hết người Việt Nam không chuẩn bị cho việc di tản và vẫn ở lại Ukraine khi mà lực lượng Nga tấn công. Kính thưa quý vị, nguồn tin này cho biết bom nổ rất gần nơi trú ẩn của họ làm rung chuyển dữ dội. Ngoài ra, những nỗ lực của nhà cầm quyền Việt Nam đã bảo vệ công dân ở đây thực sự rất chậm và kém hiệu quả. Người này khẳng định, tòa đại sứ không đưa ra bất kỳ quyết định hoặc cam kết nào về việc di tản công dân khỏi Ukraine. Thậm chí, giả sử có chuyến bay cấp cứu, nguồn tin này cho biết ông không nghĩ gia đình ông có thể bảo đảm chỗ ngồi, nhưng giống như tình huống di tản công dân trong đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng của Hà Nội vào năm ngoái. Quý vị thân mến, khi đó hầu hết người Việt ở Kharkiv
không trở về, không thể về Việt Nam nếu không trả một khoản tiền lớn với giá vé máy bay lên đến 6.000 Mỹ Kim, kính thưa quý vị. Có sau một bản tin khách ra mắt quyển sách giúp bảo tồn ngôn ngữ mẹ đẻ cho cộng đồng người Úc gốc Việt. Kính thưa quý vị, các nhà học giả nghiên cứu về khả năng tiếp thu giọng nói và ngôn ngữ tại Đại học Charles mới đây cho ra mắt một cuốn sách mang tên Free Speech nhằm khuyến khích trẻ em người Úc gốc Việt học tập và phát huy ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Đồng tác giả Sirony McLoy cho biết cuốn sách hoàn toàn miễn phí này sẽ giới thiệu nhiều cách giúp các gia đình di dân duy trì khả năng nói tiếng Việt. Quý vị rất thân mến, tiếng Việt nằm trong top 5 ngôn ngữ được nói nhiều nhất tại Úc. Đã có gần 300.000 người ở Úc có nguồn gốc là người Việt Nam, chiếm khoảng 1.26% dân số quốc gia này. Nghiên cứu cho thấy sự thay đổi về ngôn ngữ chính sử dụng trong giao tiếp ở những người di dân có xu hướng xảy ra trong vòng 3 thế hệ. Do đó, bây giờ chính là thời điểm quyết định để cộng đồng người Úc gốc Việt bắt đầu học cách duy trì ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Quý vị rất thân mến, cuốn sách là cao điểm của một dự án nghiên cứu kéo dài 3 năm được tài trợ bởi khoản tài trợ khám phá từ Hội đồng Nghiên cứu của Úc Đại Lợi. Các tác giả hy vọng rằng cuốn sách sẽ được phân phối trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Canada và Hoa Kỳ, là nơi có nhiều cư dân gốc Việt sinh sống. Tiến sĩ Vân Trần, đồng tác giả của cuốn sách, cho biết Việt Nam sẽ trở thành một nhân số quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu trong những thập kỷ tới đây. Bà còn cho biết Việt Nam có dân số 94 triệu người và GDP hàng năm tăng 6.8% vào năm 2017, so với 1.96% của Úc và 2.3% của Hoa Kỳ. Quý vị rất thân mến, đồng tác giả Phó Giáo sư Sarah Verdon cho biết bà hy vọng cuốn sách sẽ giúp cho người Úc thay đổi lối suy nghĩ một ngôn ngữ của mình, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì thông báo của Ban Tổ chức Diễn hành Văn hóa Quốc tế. Kính thưa quý vị, thay mặt Ban Tổ chức Diễn hành Văn hóa Quốc tế, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã góp phần cho sự thành công của Diễn hành Văn hóa Quốc tế trong suốt 22 năm vừa qua, đem lại vinh dự cho người Việt hải ngoại và làm rạng danh chính nghĩa quốc gia. Việc bảo tồn và phô diễn nét văn hóa của dân tộc Việt là trách nhiệm chung của con dân Việt Nam. Chúng ta luôn phải thực hiện và duy trì, vì nếu không, một ngày nào đó con cháu chúng ta sẽ mất đi một di sản vô giá, đó là nguồn gốc của chính mình. Chính vì thế, suốt 22 năm vừa qua, Ban Tổ chức vẫn luôn cố gắng để duy trì sự kiện này. Năm nay, Ngày Diễn hành Văn hóa Quốc tế lần thứ 37, sau 2 năm vì đại dịch phải tạm ngưng và sự qua đời của ông Nguyễn Văn Tánh, sẽ được tổ chức vào ngày 11 giờ sáng thứ Bảy, ngày 11 tháng 6 năm 2022 trên đại lộ số 6 Avenue of Americas, khoảng giữa đường 43 và đường 54, thành phố New York. Chủ đề năm nay sẽ là Vua Hùng Dựng Nước và chủ đề phụ mang tên Tuổi Trẻ và Tương Lai. Xin quý cộng đồng và đoàn thể lập danh sách gửi về Ban Tổ chức trước ngày 13 tháng 5 năm 2022 gồm các chi tiết: họ tên, hãng máy bay, phi trường, ngày giờ đến và về, số chuyến bay để Ban Tổ chức sắp xếp việc hướng dẫn về khách sạn. Xin đặt phòng khách sạn Edison Online trước ngày 13 tháng 5 năm 2022. Chi phí một đêm là 179 Mỹ Kim cho phòng gồm 2 giường queen size. Xin liên lạc cô Terra Thu 917-862-9969. Xin email về ttnguyen@pny.org hoặc ông Trương Minh Tín 832-715-8987, email info@pny.org. Xin quý vị tiếp tục với băng tần của SET, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin Việt Nam, tin văn nghệ và đời sống. Rất cảm ơn quý vị.